thực hiện là khó nữa quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao trên tầm phao. Kể từ bây giờ trở đi, mỗi sáng anh sẽ mang đồ ăn sáng cho em và tặng cho em một bó hoa hồng, để em nghĩ rằng là người anh nghĩ đến đầu tiên đó là em. Anh à, anh lãng mạn quá đi à, mà anh làm em điên mất. Sáng nào á em cũng phải nghĩ tới anh á, mà mỗi lần em nghĩ tới anh á là bụng em nó kêu rột rột lên nè. Để cho anh biết rằng người mỗi sáng anh mở mắt ra, người anh nghĩ tới đầu tiên đó là em. Anh kia, anh làm gì đứng trước nhà tôi mơ mơ màng màng, gọi nãy giờ mà không thèm nghe. Thì tôi qua đây tặng hoa với lại bánh mì cho Hương nè. Anh nghĩ sao ạ? Anh nghĩ sao anh tặng tôi bánh mì? Anh muốn tôi mặc tôi nổi mụn hả? Xấu anh mới vừa lòng đúng không? Thì không ăn bánh mì thì thôi buổi sáng ngửi hoa cũng tốt mà. Thôi tôi không có cần đâu. Với lại anh với lại là anh thích thì anh tặng thôi chứ anh đâu có ép em ăn đâu. Thôi tôi không có cần, anh đem về đi nha, đừng có phiền tôi nữa. Ok, đúng là cái đồ điên hả? Tự nhiên tặng hoa bánh mì chửi mình điên. Điên sao biết mua hoa bánh mì. Trời ơi, người ta có lòng mua bánh mì với hoa qua còn chửi người ta là khùng là điên. Bộ khùng không biết mua bánh mì mua hoa sao mà cứ chửi hoài vậy trời. Anh mua bánh mì với lại hoa qua cho Thiên Hương mà Thiên Hương không chịu nhận, còn đuổi anh về chửi anh khùng điên nữa. Trời, tưởng gì. Chị nhỏ, đưa đây em giúp cho. Dạ. Ừ, nè. Em mang vô nhà được hả? Trời, chị nhỏ. Về chăm sự nhờ em nha, em mang hoa vô đi, còn bánh mì anh lỡ gặm rồi. Ok, rồi nắng rồi đó, về đi để mất vẻ đẹp trai của anh. Cảm ơn em nhiều nha. Anh về nha. Dạ. Mình về gặp bánh mì tiếp. Yeah. Cửa anh đang gửi cho chị đó. À, chúc chị tìm được người đàn ông lý tưởng nha. Suốt ngày cứ bồng với bánh mì, con hại tôi hay sao trời. Có ai mà cô gái mà xến dữ không ta? Đây, của Soka cho chị nữa đó. Em nói thiệt á, không biết sao mà sắt đá dễ sợ gặp em á hả. Hôm bữa giờ là em siêu lòng với một sói ca vậy rồi. Em nói chuyện hay quá ha. Lo đi làm việc đi. Ăn đi nha, đừng có bỏ. Người gì đâu ha, mà lì dai như đĩa vậy đó. Đuổi mà cũng không đi nữa. Ngày hôm nay nữa là mình đứng được 7 tuần. Mà mỗi tuần là 7 ngày. Mà 7 ngày với 7 tuần có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 49 ngày. Trời ơi, đúng lâu vậy đó trời. Sao mà thần thánh quá vậy? Chỉ có những người yêu điên cuồng có thể làm được như vậy. Cái gì? Hương đi đâu vậy? Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mới tới anh đâu. Lại đứng đây nữa hả? Đem bánh cho tôi nữa hả? Thôi tôi không có cần đâu, anh đem về đi. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Đâu có ai muốn vậy.
vậy đâu. Tình yêu mà nó ghê gớm lắm, không phải giỡn đâu. Tôi trải qua rồi, tôi biết. Giờ tôi nói bạn nè, không có đứa này, có đứa con gái khác. Rồi tôi yêu ương mà. Tôi giới thiệu con nhỏ này cho bạn. Bạn thương nó đi, bạn nuôi nó, nhưng mà bạn cố gắng bạn chiều nó chút thôi, nó không bao giờ nó dám bỏ bạn. Thôi mà tôi yêu mình Hương thôi. Không biết là tấm chân tình của tôi dành cho Hương biết bao nhiêu, mà tại sao Hương lừa dối tôi. Hương coi như là tôi không có trên thế gian này không. Tôi đứng trước cả cửa nhà Hương bao nhiêu ngày trời vậy mà. Làm gì vậy? Tôi khóc gì Hương, tự nhiên mắc mới vậy không khóc gì Hương. Tao khóc gì giấy mày xài vừa vừa thôi. Tao mua tao xài 2 tháng đó, mày không chút xíu hết trơn luôn à. Mà lo lắng tôi trả lại chưa? Nè, trả nè, đó, trả đó. Mày xài luôn đi, mày ăn mày giọng gì luôn đi, thì gớm. Bây giờ tao nói mày nè, không có đứa này, có đứa khác. Tao giới thiệu cho mày, con nhỏ này nó đẹp hơn con Hương gấp ngàn lần. Đẹp thiệt không? Đẹp thiệt. Mày chỉ cần á, nhỏ này nó chiều chuộng nó chút xíu, nó không bao giờ nó dám bỏ mày. Nhỏ nào giữ vậy? Cháu tao. Mày giữ mày xài luôn đi. Mày khó quá. Cháu tao nó mới có 6 tuổi à. Đó đi, mày giữ mày xài luôn. Mày nuôi nó, nó mày nuôi nó tới lớn. Mày thử coi, nó không bao giờ nó dám bỏ mày. Nó tưởng mày ba nó, sao nó bỏ mày được. Mày rảnh quá. Tự nhiên không cho đi làm ba. Tôi thấy mày buồn, tao ngủ cho mày vui. Bây giờ mày nghĩ coi, tình yêu mà mày dướng thân vô chi. Thiệt tình, lo làm ăn đi, yêu đương cái gì không biết. Anh Đăng ơi, anh có đây không? Chưa gì hết gái kiếm nữa kìa. Trời ơi, sao hôm bữa giờ em kiếm anh quá trời luôn á, đợi hoài không thấy anh qua vậy? Có tin vui của Hương hả? Hả? Nó nghe đi lẹ đi. Em cũng không biết phải vui không, nhưng mà anh làm được thì chắc nó mới thành vui á. Không, việc gì mà liên quan tới Hương là bảo đảm với em, anh làm được hết á. Thiệt không? Thiệt. Dạ. Thì đơn giản lắm. Chị Hương em á, chỉ cần là một người đàn ông nè, tự lập nè, không dựa dẫm vô gia đình, rồi phải có nghề nghiệp đàng hoàng nữa. Đặc biệt người đàn ông đó phải là chỗ dựa vững chắc cho chị em. Được không? Được không? Mày lớn rồi, mày sống như một thằng đàn ông đi. Đừng có dựa dẫm vô ai hết. Té đứng dậy, té đứng dậy, té nữa có băng giò cũng đứng dậy. Tao nói mày nghe, sống như tao nè, đàn ông chân chính nha. Mình phải trải qua rồi mình mới lớn lên được. Tự lập đi. Mày phải tự lập. Không nhờ tiền gia đình nữa, tự lập đi, sống giống như tao nè. Mày thấy không? Ra ngoài đường vấp ngã đứng lên. Tự lập là mình phải có công ăn việc làm đàng hoàng. Bây giờ mày nghĩ đi, tao một thời gian dài tao đi làm, mày khỏi cần mượn tiền ai hết trơn á, mày khỏi cần xin tiền gia đình gì hết trơn á. Cứ ra ngoài đường mà mày hết tiền xài, mày về mày mượn bạn bè. Đúng rồi. Tự lập giống mày đó. Tự lập giống mày xong nợ một đống đó. Giống cái đầu anh á. Tự lập giống nó xong nó nợ một đống đó, rồi Hương bỏ anh sớm đó em. Trời đất ơi, nghĩ sao khuyên bạn bè cuối cùng là chứ quên. Hương bỏ sớm. Nhưng mà mày có động lực mày sống. Ít ra mày cũng biết cái hướng của mày sống là để làm cái gì. Thôi, con lại ba. Mục hướng đích của con không có giống ba được. Cái hướng của con là Hương trước mắt kìa ba. Mày phải có mục đích sống. Mục đích sống của mày là mày sống để mày cài mày trả tiền nợ cho người ta. Rảnh quá. Em thấy cái mục của anh thành cái mục nhọt luôn rồi đó. Mục đi nặng mục nhọt đi cha. Còn bây giờ anh nhất định sẽ làm tất cả mọi chuyện là gì Hương. Yeah, yeah. Đó là yeah. Người quen người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm nó quanh tôi. Nó cứ dâm rồi chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tấm năm tấm ba để cho qua ngày rảnh rỗi. Chuyện làng xóm ơi ồn ào làng đó là nhiều chuyện ngạo ơi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước người qua đây tặng hoa.